trên 23 tỷ mỗi tháng. Các bạn lên businessforum.org, trang này là liệt kê những cái công ty trảo hồng theo hình thức MLM thì mọi người thấy. Ok, ôm lại bài một chút, đó là chúng ta làm affiliate marketing với Clickbank. Khi mà chúng ta lên clickbank.com, chúng ta tạo một tài khoản, có một ID và chúng ta xem thử ở trên đây có hàng ngàn các sản phẩm. Nếu mà chúng ta muốn quảng bá các sản phẩm nào, chúng ta chỉ việc điền cái ID vô và lấy cái link. Chúng ta mang cái link đó đi quảng bá, nếu ai click vào cái link mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Bây giờ chúng ta cùng hãy thao tác lại một chút. Ví dụ như mình sẽ thích một cái sản phẩm liên quan tới sức khỏe, chúng ta bấm vô. Ở đây nếu mà mình thích một cái sản phẩm có thể là tiểu đường chẳng hạn, chúng ta bấm vào promote. Ai click vào link của chúng ta họ mua hàng thì chúng ta sẽ được 41,50 đô hoa hồng đúng không? Rồi, chúng ta cùng để một cái ID của mình vô, bấm vào generate hot link. Rồi chúng ta copy cái link này đi quảng bá. Ai click vào cái link này mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Rồi đúng không? Thì ở trên Clickbank rất là nhiều bạn ở Việt Nam đang làm tốt. Và thị trường chúng ta quảng bá được các sản phẩm ở trên Clickbank đó là Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, v.v. là những thị trường các nước đang phát triển và cái nhu cầu mua hàng online của họ tốt và họ sử dụng 100% tiếng Anh. Bây giờ hãy cùng khám phá một cái network, một cái nhà cung cấp khác mà chúng ta cũng có thể làm affiliate marketing với chế độ trả hoa hồng thông minh hơn. Thay vì trên Clickbank khi mà chúng ta quảng bá, chúng ta bán được một đơn là 41,5 đô hoặc bất kỳ một cái sản phẩm nào, nó cũng sẽ có upsell cho chúng ta mà thông thường nó sẽ là 100-200 đô. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một cái nhà cung cấp khác và họ có chế độ trả hoa hồng thông minh hơn để chúng ta tiết kiệm được thời gian đạt cái mục tiêu thu nhập trong lĩnh vực affiliate marketing. Rồi Hường giới thiệu với cả nhà đây là My Daily Choice, là một kênh mà Hường và các thành viên trong đội nhóm đang quảng bá với những cái sản phẩm liên quan tới sức khỏe. Và họ cung cấp những cái sản phẩm với công nghệ 4.0, công nghệ hàng đầu trên thế giới và những sản phẩm hiện đại nhất về việc chăm sóc sức khỏe. Thì chúng ta thôi hãy bàn về chất lượng sản phẩm, bởi vì nó rất là tốt, đã được chứng minh trên thị trường. Mình sẽ bàn về chất lượng sản phẩm tại một cái video khác. Trong video này Hường chỉ nói về chất lượng sản phẩm. Đối với cái My Daily Choice thì mọi người xem, chúng ta cũng sẽ vào, chúng ta cũng sẽ lấy một cái link. Khi mà chúng ta có tài khoản, chúng ta lấy cái ID ở đây, chúng ta copy cái link website mà đã gắn cái mã ID của mình, chúng ta đi quảng bá. Thì ai click vào cái link này họ mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng. Nhưng điều đặc biệt ở My Daily Choice đó là khi mà khách hàng mua hàng của mình thì hoa hồng của đơn hàng cao là cái thứ nhất. Cái tiếp theo là khách hàng của mình là khách hàng trọn đời, có nghĩa là khi mà họ đã mua từ link của mình rồi, sau này họ có thể là mua tiếp theo mỗi tháng, mỗi quý hoặc mỗi năm, họ cứ order hàng, họ mua hàng ở trên My Daily Choice những cái sản phẩm trên này thì mình sẽ cũng tự động được cập nhật hoa hồng. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần quảng bá đến khách hàng và họ là khách hàng của chúng ta trọn đời. Nhà cung cấp bên My Daily Choice hay gọi tắt là MDC, họ cũng trả hoa hồng cho chúng ta khi mà khách hàng họ mua thêm. Và cái điều tiếp theo là nếu mà khách hàng của chúng ta tham gia quảng bá các sản phẩm trên My Daily Choice, họ cũng lấy link họ đi quảng bá, thì doanh số của họ cũng được tính một phần nào đó cho mình. Có nghĩa là khi mà họ đi quảng bá, họ bán các sản phẩm thì họ được hoa hồng, họ được lợi nhuận thì chúng ta cũng sẽ được một số phần trăm nào đó. Điều đặc biệt nữa là khách hàng của chúng ta đi quảng bá thì chúng ta cũng nắm được một phần trăm nho nhỏ nào đó hoa hồng. Nói tóm lại, đối với cái mảng My Daily Choice này, chúng ta cũng lấy link đi quảng bá. Chúng ta làm thế nào đó để có ai đó click vào cái link của chúng ta mua hàng thì mình sẽ nhận hoa hồng. Ngoài ra thì khách hàng của chúng ta quảng bá thì chúng ta vẫn nhận được phần trăm hoa hồng. Như vậy nếu mà chúng ta tìm được một người khách hàng mà họ cũng máu kinh doanh, họ cũng yêu thích làm affiliate marketing và họ mở rộng thị trường rất là lớn, thì có phải là chúng ta sẽ có một cái dòng thu nhập thụ động rất là lớn, đúng không nào? Cái này là trên cơ sở lý thuyết và về chính sách trả hoa hồng của nhà cung cấp. Bây giờ Hường sẽ cho mọi người xem một minh chứng, gọi là một người rất là thành công ở trong lĩnh vực, trong cái việc quảng bá các sản phẩm trên My Daily Choice, đã được xếp hạng ở trên toàn cầu. Người này là có doanh số cao nhất
và thu nhập của chị ấy là trên 1 triệu đô một tháng, có nghĩa là trên 23 tỷ mỗi tháng. Các bạn lên businessforum.org, trang này là liệt kê những cái công ty trảo hồng theo hình thức MLM. Thì mọi người thấy đây là một người, chị Jenna này thì xếp vị trí số 2, tức là chị kiếm được là 1.060.000 đô mỗi tháng nhờ quảng bá các sản phẩm trên My Daily Choice này. Ngoài ra thì vị trí số 1 thì là một công ty coin nào đó, nhưng mà đối với cái sản phẩm mà Hường đang hướng dẫn mọi người đây thì đã có người lên tới 1.000.000 đô một tháng chỉ nhờ vào cái việc quảng bá các sản phẩm trên My Daily Choice. Và My Daily Choice, những cái sản phẩm này về sức khỏe được tin dùng trên toàn thế giới, đã có mặt trên thị trường và rất uy tín về chất lượng sản phẩm. Hệ thống trảo hồng của My Daily Choice khắc phục những cái hệ thống trảo hồng trước, nó giúp cho chúng ta nhanh chóng đạt mục tiêu thu nhập hơn trong lĩnh vực affiliate marketing. Đây là một ví dụ về việc quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao. Sản phẩm tiếp thị giá cao như Hường đã chia sẻ ở các video trước thì hoa hồng trên mỗi khách hàng của chúng ta là khoảng từ trên 200 đô trên mỗi khách hàng cho đến trên 10.000 đô trên mỗi khách hàng. Thì đối với cái My Daily Choice này thì khách hàng của chúng ta có thể mang lại cho chúng ta một cái dòng thu nhập rất là lớn. Nhiều khi nếu mà đúng khách hàng thì là dòng thu nhập thụ động vô cùng lớn chỉ từ tìm đúng khách hàng. Đối với cái sản phẩm tiếp thị giá cao, khi mà tham gia vào đội nhóm sản phẩm tiếp thị giá cao, điều quan trọng không phải là chúng ta quảng bá My Daily Choice hay là một cái sản phẩm nào khác, mà điều quan trọng là chúng ta xây dựng hệ thống kinh doanh trên internet. Chúng ta phải biết cách xây dựng hệ thống, làm thế nào để máy tính của chúng ta, hệ thống website, social media hay email marketing nó làm việc cho chúng ta 24/7, 365 ngày trên một năm, kể cả ngày lễ Tết, Chủ nhật, vân vân. Thì việc của chúng ta làm nào để xây dựng hệ thống kinh doanh cho nó vận hành một cách tự động. Nếu mà trước kia các bạn đã biết đến việc xây dựng hệ thống kinh doanh để tạo dòng thu nhập thụ động rồi, nhưng mà có một điểm mà bây giờ chúng ta mới có thể khám phá và có thể sử dụng được, đặc biệt ở trong affiliate marketing đối với những cái sản phẩm tiếp thị giá cao, đó là chúng ta không cần phải tham gia vào quá trình giao hàng và chăm sóc khách hàng. Chúng ta cũng không cần, đôi khi không cần biết khách hàng là ai, và cũng có thể biết nhưng mà chúng ta không có tham gia vào việc vận chuyển. Chỉ cần là làm thế nào đó biết cách quảng bá đúng đối tượng khách hàng để có ai đó họ click vào link của mình và họ ra quyết định, họ đặt hàng, họ mua, thì từ đó nhà cung cấp họ sẽ giao thẳng cho khách hàng của mình luôn, nó sẽ không qua mình. Đó là cái điểm đặc biệt và nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Chúng ta sẽ rút gọn quy trình và chúng ta chỉ tập trung làm giỏi mình về kỹ năng marketing và sale là được rồi. Chúng ta chỉ học thật là chuyên sâu, thật là chuyên nghiệp trong kỹ năng internet marketing và bán hàng thì chúng ta đã có một cái dòng thu nhập thụ động rất là lớn. Ok, nếu như các bạn muốn tham gia quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao như My Daily Choice là một ví dụ, thì các bạn có thể nhắn tin cho Hường hoặc là xem các video tiếp theo trên kênh YouTube Hường sẽ chia sẻ. Hoặc là một sự lựa chọn thứ ba, đó là các bạn hãy tham gia một buổi hội thảo về tiếp thị giá cao để Hường trình bày rõ hơn về việc quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao như thế nào. Ở trong chương trình tiếp thị giá cao, Hường sẽ tiết lộ cách làm thế nào mà chúng ta có thể kiếm được 2.000 đô một đêm chỉ nhờ việc quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao. Và tương lai từ 2.000 đô đó chúng ta còn có dòng thu nhập tiếp theo nữa. Và những cái cách mà chúng ta có thể quảng bá những cái sản phẩm giá cao này, đối tượng khách hàng là những người cao cấp như thế nào, thì các bạn có thể tham gia vào hội thảo tiếp thị giá cao bằng truy cập vào link tiếpthịgiacao.com để chúng ta đăng ký ngay vào buổi hội thảo. Nó sẽ là một cái buổi hội thảo trực tuyến, bạn có thể ngồi tại nhà và có thể mở laptop lên vào một buổi tối và chúng ta cùng nghe chia sẻ về quảng bá các sản phẩm tiếp thị giá cao là gì. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hường. Nhớ like video, bình luận dưới video và chia sẻ để chúng ta có thể xem lại hoặc chia sẻ cho người cần, để những người họ mong muốn tạo thu nhập thụ động với affiliate marketing có thể là họ hiểu thêm về affiliate marketing. Cũng như nếu các bạn mong muốn làm nào để quảng bá những sản phẩm ở trên Clickbank thì các bạn có thể tham gia vào đăng ký vào form hoặc xem các video Hường chia sẻ về tiếp thị những cái sản phẩm như trên Clickbank, mà có rất là nhiều học viên của Hường đã đạt doanh số trên 10.000 đô mỗi tháng.